Hàng về cuối năm anh em ơi. Bánh xích 1 tấn, máy dầu 1 tấn 3, máy dầu 650 kg, máy dầu 8 bánh 4 cầu, 6 bánh 3 cầu. 1 tấn máy dầu. Đủ hàng đủ loại luôn. Xích bao đẹp. Xích này anh em. Trời, nó dày. Dày kinh khủng. Anh em nào cần những loại xe rù bánh xích bao nhiêu ký thì alo bên em sẽ có người test video gửi cho anh em xem ha. 1 tấn, tấn 2, tấn 3, 700 kg, 500 kg, nói chung là đủ loại. Em có xe rù từ 3 tấn đổ lại ha. 3 tấn đổ lại. Nói chung là loại nào cũng có, từ 3 tấn đổ lại. Bánh xích, bánh hơi cũng vậy nha anh em. Hôm nay hàng về chắc chuyến cuối rồi. Chuyến cuối năm rồi anh em. Thợ đang cho xe xuống. Cái xe này về là nổ chạy hết rồi nha anh em. Là trên xe là bắc thang chạy xuống luôn đó. Bắc thang chạy xuống. Không có phải cẩu nữa. Bình thì bên em xài bình mới hết ha. Bình Đồng Nai. Bình mới. Bình rin thì có cái về cũng xài được nhưng mà không dám giao đâu anh em. Nhiều khi giao cho anh em xài khoảng 5-10 ngày 1 tháng nó hư bất đắc kỳ tử, mệt lắm, mất công. Nên là không dám giao. Giao sợ lắm. Bình rin thì ngon nhưng mà xài không được đâu. Hên xui lắm. Xúc lặt anh em. Xúc lặt này trọng tải 500 kg. Xúc xúc lên 500 kg nha anh em. Máy dầu NS 130. Con này 13 người rưỡi. Máy dầu vừa đề. Có đề luôn. Vừa đề vừa quay luôn. Xích sắt. Sắt con này là nặng 1 tấn 960 kg. Nguyên cái sắt bỏ lên ký công nè. 1 tấn 960 kg anh em. Có ghế ngồi luôn. Xúc lật mua về làm vật liệu xây dựng rất ok anh em. Thích mình ủi đất luôn. Nước sơn rinh quá đẹp. Năm 52 triệu anh em. 52 triệu. Bãi em ở thị trấn Thành Mỹ, Đơn Dương, Lâm Đồng nha anh em, tức là Đà Lạt. Anh em nào mở cách xa thành phố Đà Lạt 27 cây, hướng về Phan Rang, Ninh Thuận. Mấy cái vỏ lốp này hơi hiếm lắm nè anh em, mua từng cái. Vỏ 23 x 10 trừ 10 nè. Vỏ 20 x 8 trừ 10 nè. Vỏ 22 x 10 trừ 10. Những cái vỏ rin mà cái mã số này rất là hiếm nha. Nên là mua hay mua từng cái về dự trữ để anh em nào khách bên em mà mua những con xe rù bên em mà bị hư vỏ là em sẽ hỗ trợ cho anh em là có vỏ hết nha. Vỏ bên em là những cái vỏ hiếm là em sưu tầm rất là có, rất là dễ luôn. Vỏ những cái vỏ độc, những cái vỏ mà 26 đó, những vỏ 26, 22, 23, 20 nhân 8. 20 nhân 8 trừ 10 này thì vỏ mới bán đầy thị trường thôi. Nhưng mà là vỏ mới thôi. Còn 20 nhân 10 thì cũng bao la. Vỏ mới thôi. Còn 20 nhân 8 trừ 10 này thì hiện giờ vỏ Thái rất là mắc tiền. Vỏ Thái mắc tiền đúng không? Còn vỏ này vỏ rin. Một cái vỏ rin mà mới như vậy thì giá trị lắm anh em.
Nói chung mà đôi lúc có tiền mua không ra đâu, chứ không phải thứ gì mua cũng được đâu nha. Người ta nói có tiền mua tiên cũng được, nhưng mà đôi lúc có tiền mà mua những cái đồ nghĩa địa này á, thì còn khó hơn mua tiên. Giỏ bên em thì sưu tầm rất là nhiều. Rồi anh em quan tâm những loại xe rùa nào thì alo kết bạn Zalo số điện thoại 0835585879. Sẽ có người gửi video hình ảnh cho anh em và báo giá cho anh em chi tiết những con xe nào anh em cần ha. Rồi hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo.